hết rồi đúng không? Có bạn nào đang từ quê lên không? Hả? Vẫn còn à, chắc là không bắt được xe. À, hôm nay chúng ta họp đầu năm thì à, trước cái họp là bạn nào lên công ty sớm nhất nhỉ? Ông nào sông đất đấy nhỉ? Ai? Hùng là mấy giờ? 7 giờ à? Ông ở đấy sớm đấy nhỉ? Ông Hùng này à, năm nay làm ăn được hay không là trách nhiệm của ông đấy. Đấy. Làm ăn có được hay là thất bát hay không là cứ quy tội cho ông Hùng. Đấy, bởi vì à, 8 giờ mới họp mà 7 giờ ông lên đến công ty rồi. Thì à, đầu xuân năm mới trước khi chúng ta họp thì à, tôi đại diện cho ban lãnh đạo công ty sẽ đi à, lì xì cho mọi người. Đấy, không biết cái cọc đấy bao tiền, mỗi một bạn thì à, đi lì xì. Đấy, chứ không mà đông quá là nhiều khi là sót với lại nhiều bạn này được 2-3 tờ. Đây, trước hết là sếp Hiền. Đấy. À, chúc sếp Hiền là năm nay à, điều hành công ty tốt hơn với lại à, lo lấy chồng nhá. Ông Hùng này là được 2 tờ bởi vì ông là sông đất. Đấy, năm nay mà nhớ mà kiếm là trả lại. Đây, Linh. Đấy. Rồi, chúc mừng năm mới nha. À, cái gì nhỉ? Họa, à Thảo. Đây, Ân đây. Đấy, chúc mừng năm mới. Tính này. À, Nhung đúng rồi. À, Dung. À, thằng này là cháu mình đây. À, hôm nay lên công ty lần đầu. Sùng này. À, Thanh nhỉ? Thanh hay Thành nhỉ? Thanh ạ. À, Thanh. Ê, bạn gì mới đây nhỉ? Tuấn à, hôm nay lần đầu đúng không? Lì xì năm mới này. Tên gì nhỉ? À, Chuẩn à? Anh giờ đông quá không nhớ được. Này chắc cháu phải giới thiệu tên. Nào này. Còn Khôi đâu? Khôi. Hiệp. À, chúc mừng năm mới. Đấy, chúc mừng năm mới. À, chúc mừng năm mới. À, chúc mừng năm mới. Có chứ nhỉ? À, chưa. Anh nghĩ có rồi. À, sếp Lập. Đấy, chúc mừng năm mới. Chúc ngày. Đấy, chúc mừng năm mới. Cường. Chúc mừng năm mới. Hưng chắc là chả cần. Ngồi hơi xa. Hơi với. Đấy, Hưng này. Đấy, chúc mừng năm mới. Đây, sếp Dương này. Chúc mừng năm mới. Cái này là lộc nhá, chứ đừng có chê ít. Chê ít là... Đây đến lượt à, bên cánh trái. Ông nào mà thiếu cuối cùng là chịu nhá. Đây, chúc mừng năm mới. Bạn này tên gì nhỉ? Cao đúng rồi, Cao. Đây, anh Thái, chúc mừng năm mới này. Đấy. Nghiêu này. Đây, chúc mừng năm mới. Đây, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tên gì nhỉ? Quang à? Quang vào lâu chưa? À, hôm nay buổi đầu tiên đấy, anh này có lộc này nhỉ? Đây, đây Thu này, chúc mừng năm mới. Toàn chắc thôi nhỉ? Đây, chúc mừng năm mới. Đây, chúc mừng năm mới. Có chưa? Em có chưa? À đấy, tí nữa là mất. Chúc mừng năm mới. À, chúc mừng năm mới. À, chúc mừng năm mới. À, chúc mừng năm mới. Nga. À, anh đi lên phát. Còn ai nữa nhỉ? À, còn ai? À, chúc mừng năm mới. Đây đúng chưa? Còn ai nữa nhỉ? À, còn mấy bạn quay đây. Đây, sếp Tùng này, chúc mừng năm mới này. Tú đâu? Lên đây nhận. À, chúc mừng năm mới. Rồi chúng ta cho cả công ty tràng pháo tay nhỉ. Ô cái điện thoại anh đâu rồi? Hùng. Dạ đây. Hôm nay chúng ta sẽ dành đa số thời gian cho buổi sáng để chúng ta họp. Đấy, cuộc họp đầu năm này nó rất là quan trọng. Cuộc họp, rồi cảm ơn.
Cuộc họp đầu năm thì chúng ta sẽ phổ biến một số kế hoạch để chúng ta thực hiện ở trong năm. Đấy, như cái tuần vừa rồi là chúng ta nghỉ Tết rồi. Đấy, thì trước hết thì tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, anh chị em công ty chúng ta có một năm mới. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là thành công, và thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau đưa con thuyền Mac Home tiến xa hơn. Các bạn biết là Mac Home bây giờ là công ty tôi phải khẳng định là số 1 ở trên thị trường Việt Nam. Đấy, nếu như các bạn mà hỏi qua các công ty khác, các bạn sẽ biết được người ta nghe Mac Home là người ta đã thấy nể một phần nào rồi. Đấy, kể cả những đối thủ về sau, những đối thủ đang cạnh tranh với mình, nghe tiếng đến Mac Home là người ta đã thấy ái ngại một phần rồi. Đấy, do cái cách vận hành của chúng ta, cái đường lối chúng ta nó đi đúng hướng nên chúng ta sẽ đi nhanh. Thì trong đầu năm nay chúng ta sẽ có một số kế hoạch cần phải thực hiện gấp. Đấy, bởi vì các bạn biết chúng ta chỉ có vài tháng đầu năm là vài tháng vụ mùa, giống như thế là các công ty du lịch ấy, khách sạn ấy, người ta chỉ có 3 tháng hè đâu, là 3 tháng gọi là đông khách, thì mình cũng vậy. Đấy, những tháng đầu năm là những tháng chúng ta tập trung vào công việc một cách tối đa. Đấy, nếu như chỉ cần lơ là một chút là gần như chúng ta sẽ đuổi không kịp được, bởi vì cái lượng việc nó về rất nhiều. Thứ hai là về gấp, đúng không ạ? Nhiều, nhưng mà nếu mà thời gian mà giãn cách ra thì còn dễ. Đấy, nhưng mà bây giờ lại nhiều mà gấp. Bởi vì nhiều khách hàng là mùng 10 động thổ nhưng mà mai mới gọi điện. Đấy, mai mới gọi điện thì cần trước tiên là cái mặt bằng móng. Đấy, có móng xong rồi là sẽ cần đến kết cấu. Đấy, thế nên là chúng ta phải tập trung cao độ. Đấy. Thứ nhất là chúng ta bật đèn xanh cho các bạn kinh doanh có thể là ưu tiên nhận gấp những công trình. Đấy. Tùy thuộc vào thời gian để tư vấn khách hàng, ví dụ như cần gấp thì báo khách hàng là cần mặt bằng móng trước, bên em sẽ hỗ trợ thi công phần móng trước, sau đấy và hẹn chủ nhà đến những phần tiếp theo, mình sẽ cho kỹ thuật hỗ trợ, bởi vì là nguyên tắc là chủ nhà không hiểu được bao nhiêu thời gian là xong hồ sơ thiết kế được. Đấy, còn nếu như chúng ta cứ theo cái frame cũ là 30 ngày thì chắc chắn là chúng ta sẽ không ký được, đúng không ạ? Nên chúng ta có thể ưu tiên 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày thì cũng có thể xong được. Đấy, cái thứ hai là chúng ta sử dụng TikTok là nền tảng số 2 ở trong cái vấn đề quảng bá doanh nghiệp. Đấy, các bạn không biết là TikTok nó mạnh như thế nào đâu. TikTok là một trong những nền tảng cực kỳ mạnh trong năm nay và một vài năm tới. Đấy, bởi vì ông TikTok là ông ấy hiểu được cái người xem người ta muốn gì, và hai là nó thay đổi nội dung rất nhanh. Đấy, nhưng mà để làm được TikTok ra được đơn thì không phải ai cũng làm được. Đấy, chúng ta phải mất thời gian ta nghiên cứu về thuật toán, nghiên cứu về cách làm. Nhưng mà sử dụng TikTok để kéo lượng view, lượng truy cập sang website, sang YouTube thì lại là được. Đấy, chứ còn nếu mà TikTok sử dụng để mà chốt đơn ngay thì lại rất khó, bởi vì người xem TikTok là người tức thời, vô hình dung anh lướt qua một phát là anh gặp, và anh lướt qua cái thứ hai thì anh mất. Đấy, nó khác hoàn toàn so với việc mà chúng ta sử dụng Facebook và YouTube để chúng ta tìm kiếm. Thế thì chúng ta sử dụng TikTok trong cái năm nay sẽ là dẫn hết đường link về kênh chính, đúng nhá. Thế thì em yêu cầu các bạn năm trước đã được luyện tập qua rồi, cách làm sơ bộ đã được luyện tập qua rồi, thì năm nay chúng ta sẽ làm một cách bài bản hơn, quy củ hơn. Đấy. Thì chúng ta sẽ dẫn các đường link về trong kênh chính và sử dụng một hotline chính để tư vấn về TikTok. Đấy, Tùng nhớ nhá. Đấy, trong mấy ngày nghỉ Tết vừa rồi, cái kênh của anh mới làm ấy, nó lên rất nhanh. Nó lên nhanh bởi vì anh biết được cái thuật toán của nó, biết được cách làm. Đấy, hiện tại bây giờ đã 100.000 người theo dõi rồi. Đấy, và nó sẽ lên con số 1 triệu trong vòng 1 tháng tới. Tức là mình chỉ cần hiểu được cái cách nó vận hành là mình phải biết cách làm. Biết cách làm thì video nào mình cũng sẽ được đề xuất hết. Một video mình có tầm vài chục nghìn người đến 100.000 người lượng theo dõi, lượng thích là bình thường. Đấy, thì năm nay chúng ta sẽ đổ dồn vào TikTok chúng ta làm. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta đã họp gần như là nắm được cái lịch trình công việc. Đấy, cái chi tiết báo cáo từng công việc. Thì có một cái kế hoạch là đầu năm nay là chúng ta sẽ đi du lịch. Như năm vừa rồi là chúng ta chưa đi được, thì năm nay thì chúng ta sẽ đi. Năm nay chúng ta vẫn đi Nha Trang. Đấy, vẫn đi Nha Trang. Thì báo trước để các bạn chuẩn bị, chúng ta sẽ đi vào trong vòng tháng 4 hoặc tháng 5. Đấy, trong tháng 4 hoặc tháng 5, bây giờ là tháng 2 rồi.
Đấy, thì chúng ta sẽ dành ra 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, hoặc là thứ 7, chủ nhật, thứ 2 để chúng ta đi du lịch. Đấy, du lịch ở đây là du lịch chúng ta toàn bộ nhân sự trên toàn quốc. Đấy, vậy nên là các bạn Sài Gòn cũng sẽ gặp mình. Đấy, và mình cũng sẽ gặp các chi nhánh khác nữa. Đấy, để chúng ta gặp, trao đổi, rồi trò chuyện, rồi có một cái kỷ niệm với nhau. Đấy, thì chúng ta cái lịch trình này sẽ giao cho phòng truyền thông lên kế hoạch. Đấy, Tùng nhé. Đấy, giao cho phòng truyền thông lên kế hoạch tổ chức. Đấy, bây giờ là chúng ta phải tự tổ chức thôi, chứ không thuê ca sĩ như mọi năm nữa. Đấy, bây giờ chúng ta tự hát có khi còn vui hơn, đúng không? Ca sĩ bây giờ người ta giật mic, người ta hát từ đầu đến cuối. Đấy, thì mình tự tổ chức trò chơi. Đấy, tự hát hò với nhau. Đấy. Đấy, tự tổ chức các cuộc vui chơi nó sẽ vui hơn rất nhiều. Đấy, năm nay thì chắc chắn là dịch bệnh chúng ta sẽ không còn là cái phương án cản đường nữa rồi. Đấy, bởi vì cái dịch bệnh bây giờ nó cũng như là một cái bệnh cúm bình thường thôi. Chúng ta cũng không có gì phải lo sợ. Và gần như là Hà Nội, Sài Gòn người ta cũng không test nữa rồi. Người ta cũng không quan tâm. Đấy, ai bị thì bị, nhưng người ta cũng không quan tâm với vấn đề phải đi test như ngày trước nữa. Đấy, thế nên là vấn đề dịch bệnh chúng ta đã gác được sang một bên. Đấy, thì bây giờ chỉ còn mỗi cái để chúng ta đồng lòng để chúng ta triển khai công việc thôi. Đấy. Thì bạn nào ý kiến gì nữa không nhỉ? Ý kiến của các bạn. Bạn nào ý kiến gì không? Đầu năm bạn nào cần đóng góp gì không nhỉ? Thì cuộc họp chúng ta dừng lại tại đây thôi các bạn. Bên Mac Home trở về bên Mac Home nhá. Còn các bạn bên Z trở về ngồi làm việc tại đây. Rồi. Chúng ta tròn tròn vào tay nhỉ. Rồi. Mọi người quay lại công việc nhá.